xin chào tất cả các bạn. Mình vừa mới đi làm về. Ngày hôm nay với Reading Vlog lần này thì chúng mình sẽ cùng nhau đọc một số cuốn sách. Cuốn đầu tiên đó chính là Mọi chuyện trên đời đều có nguyên do của tác giả là Kate Bowler. Thì cuốn này mình đang được đi được đến một nửa chặng đường, nhưng thực sự ấy nó rất là nhàm với mình luôn ý. Câu chuyện thì kể về tác giả là Kate Bowler khi mà phát hiện ra cô bị ung thư đại tràng. Thì thực ra nhá, nếu như mà tác giả viết tách tách ra một chút thì có lẽ câu chuyện đã khác. Nhưng mà ở đây thì tác giả đã viết kiểu nó hơi bị lộn xộn ấy. Kiểu đang nói về bệnh ung thư xong rồi tự nhiên lại nhảy sang về quá khứ, xem là cô và chồng cô đã có kiểu bị khó có thai như thế nào ấy. Nên là thực sự ấy, mình không thể nào mà thích được cái văn phong kiểu như thế này. Xong rồi ngoài ra là cô lại là một người theo đạo đạo Tin Lành à? Đúng không ta? Đúng rồi. Theo giáo đạo Tin Lành thịnh vượng. Thế nên là đọc với cảm giác nó hơi bị sượng ấy, nó hơi kiểu bị thần thánh hóa quá cái Tin Lành đó ấy. Và mình thì mình không phải là một người theo đạo, cũng không theo một cái đạo gì hết, nên là khi đọc mình cảm thấy rất là ngại luôn. Đó, nhưng mà thôi thì mình lại là một người là đọc, một khi đọc thì sẽ không bao giờ bỏ ngang, không phải DNF, trừ khi mà kiểu nó chán lắm rồi, nó ngang lắm rồi ấy, thì mình mới DNF, hầu như không có. Thế nên là mình vẫn sẽ cố gắng đọc nốt cuốn này. Và như cái clip trước mình có nói thì cuốn tiếp theo đó chính là cuốn Bà Bovary của tác giả là Gustav Flaubert. Đây thì đây sẽ là hai cuốn mình đang cố gắng đọc trước khi sang năm 2023. Bởi vì năm 2023 thì mình đã pick được một cuốn để mở đầu năm đó, đó chính là cuốn The House in Sutherland Sea, cũng là cuốn đầu tiên để mình làm cái challenge 2023 luôn. Đấy, thì để một lát nữa mình đọc cuốn này xong và mình sẽ update cho các bạn nghe về cuốn này xem như thế nào đối với mình. Gấu đây. À, một con bồ thò, đúng rồi. Đây là cây đào mà ông mình mua. Trời ơi, bố mình mua cây đào siêu xinh. Đây là chiếc răng đèn. Và nó đã có rất nhiều hoa rồi. Để zoom vào cho các bạn nhìn hoa. À, đẹp. Hello các bạn. Tôi vừa ngủ dậy, lạnh quá là lạnh. Thì vẫn như mọi khi thôi. Bây giờ đã là 5 rưỡi sáng. Bây giờ đang là 5 rưỡi sáng. Mình sẽ đọc nốt. Ôi giời ơi, lạnh quá. Mình người còn chưa đánh răng. Cái khuôn mặt của mình thực sự, ôi trời ơi, ôi mà ơi. Nói chung là mình vừa mới hoàn thành xong cuốn Mọi chuyện trên đời đều có nguyên do của tác giả là Kate Bowler. Thì để nói một cách gọi là sao nhở, lúc đầu khi mình đọc cuốn này ấy, thì thực sự là mình không thích lắm. Và cho đến khi mà đọc được đến khoảng tầm một nửa cuốn sách này thì bạn sẽ cảm nhận được cái hành trình để mà chữa căn bệnh ung thư của cô nó rất là thật. Thực ra thì cô không nói quá nhiều đến cái chuyện là cô sử dụng thuốc nào giống như cái quyển của Huy Hoàng ấy. Ở cuốn Huy Hoàng thì sẽ viết rất là chi tiết là bác đấy đã sử dụng thuốc gì để chữa ung thư. Còn đối với cuốn này của cô Kate Bowler thì cô hoàn toàn không nêu ra là cô dùng loại thuốc nào, rồi điều trị ra làm sao ấy, hoặc cô hoàn toàn không nói, mà cô chỉ đề cập rất là sơ qua và đại khái. Sau đó thì liệt kê ra những cái suy nghĩ của cô về việc là cô đã phải gọi là gì, chịu đựng nó ra làm sao, cảm ơn những cái người xung quanh cô khi mà có gia đình, có bạn bè, những con người bên cạnh, rồi thái độ của bác sĩ khi mà truyền đạt cho cô những cái nội dung liên quan đến căn bệnh cô như thế nào. Và đối với cái kết cuối cùng của cô, nó là một cái kết mở, thì mình thấy nó cũng khá là hay. Thì cái phần, đối với phần cuối nha, những cái phần mà liên quan đến bệnh thì mình đọc rất là thích. Tuy nhiên là do cái, như mình đã nói, đó là do cái phần sắp xếp bố cục của câu chuyện làm cho mình cảm thấy thực sự là không hài lòng lắm. Nhưng bù lại, cái văn phong của cô khi mà viết ở phần, đặc biệt là những cái phần cuối, thì mình đánh giá rất là xuất sắc.
Thực sự luôn, cách viết rất là hay, so sánh ẩn dụ rất là hay luôn. Nên là trời ơi, thực sự nếu như mà không có những cái phần liên quan đến phân loại bố cục kiểu vậy thì chắc chắn là cuốn này với mình sẽ phải là 4 trên 5 sao ấy. 4 hoặc 4 rưỡi luôn ấy. Nhưng mà vì có những cái phần ở trên kia xong rồi là cái liên quan đến Chúa Giêsu các thứ thì đề cập hơi nhiều, thì mình nghĩ là cuốn này sẽ phù hợp với những bạn nào đang theo đạo, thì các bạn sẽ rất là thích bởi vì các bạn hiểu về nó và các bạn sẽ cảm được nhận được nó nhiều hơn là mình đấy. Bây giờ đang là 6:37, 7 giờ thì mình sẽ đi gội đầu tắm rửa. Tuy nhiên thấy cuốn này The Art of Living, ngày hôm qua tự nhiên mở ra phát hiện ra nó là graphic. Trời ơi, giống hệt hai cái cuốn của nhà Wings Book mà mình mới đọc xong gần đây. Nên là tranh thủ bây giờ còn gần 30 phút đọc nốt cái cuốn này. Let's go go. Ôi, chuẩn luôn mẹ ơi. Bởi vì là lúc mình đọc tên mình đã thấy ngơ ngợ rồi. Thì đây, tác giả của cuốn này chính là tác giả của hai cuốn của Wings Book mình vừa đọc xong hôm trước. Chào các bạn xem cái đoạn này này. Cái đoạn liên quan đến my questions, nó rất là thú vị luôn nhá. Kiểu dễ đúng không? Sâu lắng, câu hỏi mở, một câu hỏi kiểu impossible có thể xảy ra hay giant. So cute. Cái gì đấy kiểu xin chào các bạn, mình đã quay trở lại. Thực ra sáng nay định đọc xong cuốn sách của tác giả là Grant Snyder thì định là sẽ review cho các bạn luôn, nhưng mà lúc đấy kiểu muộn quá không kịp ý, vì phải đi làm, thế nên là bây giờ mình mới có thể ngồi đây và quay lại cho các bạn xem. Thì cuốn đó mình đã tặng cho anh trai mình ở nhà sinh nhật rồi, nên là đây mình đã nốt vào đây. Yes, đây cuốn The Art of Living của tác giả là Grant Snyder. Mình đánh giá rất là cao, đánh giá 4.75 sao, tức là gần 5 sao luôn á. Đối với cuốn này thì toàn bộ cuốn sách nhá, tác giả thì nổi tiếng với cả nhà Wings Book tướng thức kim đồng, với hai cuốn sách lần trước mình đã đọc, đó chính là cuốn I Won't Judge You By Your Bookshelf với cả cuốn The Shape of Ideas, là hai cuốn mà đã được nhà Kim Đồng mua bản quyền và đã dịch ra rồi. Nên là mình rất là mong cuốn The Art of Living này cũng sẽ được nhà Kim Đồng mua để mang đến cho các bạn. Một cuốn sách mà nó nói về cái việc cuộc sống của chúng ta như thế nào, đang cần phải cân bằng ra làm sao, có những cái nỗi niềm gì, bây giờ các bạn đang trải qua những cái vấn đề gì, rồi khi mà các bạn gặp stress, rồi khi mà các bạn bị gặp chuyện bí ý tưởng, rồi cuộc sống của các bạn có rất là nhiều việc stress bạn muốn tránh xa nó nhưng mà nó cứ vô vập đến bạn, thì bạn sẽ phải làm gì, bạn cảm thấy thế nào. Rồi có những cái câu, có những cái gọi là gì nhờ, bài học mà tác giả muốn truyền cảm hứng cho bạn là bạn hãy kiểu cố gắng lên, hãy cứ tự tin, hãy cứ vượt qua đi. Có những cái rất là khó, bạn nghĩ bạn không làm được, nhưng mà nếu mà bạn thường xuyên luyện tập thì chắc chắn bạn sẽ có thể thành công. Rồi khi mà bạn đi lên một con dốc, bạn đi lên cao thì bạn càng gặp nhiều những cái khó khăn vất vả như thế nào. Ôi giời ơi, cái văn phong của bác ý, cái thổi văn phong mà gọi là cái cách bác trình bày vào bố cục ấy, nó rất là thông minh, rất là sáng tạo, rất là một cái signature, một cái biểu tượng của bác Grant Snyder luôn ấy. Nhìn vào một cái là biết ngay, bác mang lại cho mọi người một cái kiểu hưng phấn ấy, và kiểu ai mà đang bị stress ấy, đọc quần đấy nó kiểu giải tỏa toàn bộ luôn. Nó rất là dễ thương, rất là hay, và mình nghĩ là cuốn đấy ai cũng cần đọc luôn ấy. Được minh họa bằng tranh, nhìn vào thì rất là dễ hiểu, mà cái ý nghĩa truyền đạt thì lại rất là sâu sắc, lại còn háo mình và hài hước, thế nên là các bạn hãy tìm đọc cuốn đấy nếu có thể, vì tiếng Anh nó cũng sẽ rất là đơn giản. Còn bằng tiếng Việt thì mình hy vọng một ngày nào đó Kim Đồng sẽ mang đến cuốn đấy cho tất cả mọi người. Yay!
Nếu như mà các bạn đang xem những clip trước thì bạn sẽ biết là mình đang đọc cuốn bà Bovary. Nhưng mà vì lúc đấy mình lại có việc đi ra ngoài, thế nên là mình không thể kịp cuốn này vì nó cuốn quá là nặng ấy, nó cũng bìa cứng. Thế nên là mình đã cầm thêm cuốn này. Đấy là cuốn Tôi Muốn Chết Nhưng Tôi Thèm Ăn Tteokbokki của tác giả là Park Se-hee. Đọc được một nửa rồi. Nhưng mà mình nghĩ là sẽ không kịp đọc hết cuốn này để lên một cái clip reading vlog cho các bạn, nó quá là dài, nên là đành dừng lại ở đây. Và mình sẽ review chi tiết hai cuốn này cho các bạn vào trong clip tiếp theo. Ngoài hai cuốn sách mình đang đọc là cuốn Bà Bovary và cuốn Tôi Muốn Chết Nhưng Tôi Thèm Ăn Tteokbokki, thì mình có đang đọc thêm một cuốn sách nữa của tác giả là Frederick Bachman, là một tác giả mà mình nghĩ là tất cả các bạn đều biết rồi. Mình rất là mê bác, trời ơi mình mê lắm. Thì tuy nhiên là có một cuốn của bác mặc dù chưa được dịch ở Việt Nam, và trong một lúc tình cờ thì cái lần đấy là khi mà mình thấy bạn Pascal, bạn ấy bán ở trên Insta ấy, thì có thấy bạn ấy bán cái cuốn And Every Morning The Way Home Gets Longer And Longer, thì mình đã tìm cuốn đấy. Và bởi vì là đợt này, đợt vừa rồi, cái đợt mà gần Tết ấy, thì mình bị kẹt tiền. Eo nói xấu hổ. Nhưng mà thực sự là mình kẹt tiền mà nè, mình không có tiền mua cuốn đấy. Thế là mình đã lên trên mạng và mình tìm, thì không ngờ nó lại có cả audiobooks. Thì nhá, Thực ra là mình là một người không nghe được audio, bởi vì là mình không tập trung được. Kể cả ở Việt Nam mình có cái Phonos, mình nghe nhưng mà mình cũng không thể nào mà tập trung được nghe xong đang nói cái gì. Thế thì khi mà lần này là mình thấy cái cuốn của bác Frederick Bachman này ấy, có bản audio và được free. Dùng cái Audible, không biết bạn nhìn được không nhỉ, đây Audible. Thì đây đang có một cuốn mình đang đọc, và trời ơi cái giọng của nước ngoài nghe mê lắm luôn ấy. Thì mình đang nghe được, và cuốn này khá là mỏng nên là mình đang nghe, và mình đã kết hợp nghe và đọc. Và mình cũng tìm được cái cuốn này của bác Fred Beckman là cuốn ebook. Giọng của cái người đọc ấy nó rất là trầm cảm, rất là ấm, rất là hay. Nói chung cuốn sách thì kể về là câu chuyện ngắn giữa người ông, người cháu và người cha. Và người ông thì mắc bệnh, mình không chắc chắn có bệnh Alzheimer hay không, nhưng mà nó được gọi là bệnh cái gì nhờ, đâu rồi, dementia, là một dạng bệnh như kiểu là bị suy giảm trí nhớ đấy. Và người ông sẽ bắt đầu dần dần, và các bạn biết rồi, cái phong cách viết của bác Frederick Bachman thì nó rất là nhiều cái nội dung ý nghĩa truyền đạt vào đấy, nên là chắc chắn là cuốn này nó cũng sẽ không ngoài dự đoán của mình. Chắc chắn sẽ có những cái câu quotes này, những cái câu về ý nghĩa cuộc sống, động lực cuộc sống để mà có thể truyền đạt cho mọi người. Thế nên là mình rất là mong chờ hoàn thành cuốn sách này, cuốn Tôi Muốn Chết nhưng tôi Thèm Ăn Tteokbokki, và cuốn thứ ba, cuốn Bà Bovary, trong đợt Tết lần này. Thật ra là hôm nay là ngày mùng 1 Tết. Chúc các bạn một năm mới lúc nào cũng ăn khen thịnh vượng, vui vẻ, hạnh phúc, tất cả mọi điều may mắn sẽ đến trong cuộc sống của các bạn. Chúc các bạn một năm mới lúc nào cũng có thật là nhiều sức khỏe này, túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh để có thể mua được nhiều sách hay, nhận được nhiều sách hơn, đọc được nhiều những cái đầu mục hay hơn, đa dạng hơn. Và luôn luôn có niềm giữ được cái niềm đam mê cháy bỏng với cả việc đọc sách nha. Không muốn làm gì nữa cả dòng. Happy New Year tất cả các bạn.